Cái tên Hà Mã được dịch ra là ngựa sông trong tiếng Hy Lạp cổ. Biệt danh này có thể được coi là vô cùng phù hợp khi mô tả về sinh vật khổng lồ này. Hà mã dành phần lớn thời gian của mình để đắm mình dưới nước. Mặc dù cấu tạo của chúng có vẻ là khá kỳ quặc đối với một sinh vật có đời sống bán thủy sinh. Hà mã thực sự là một trong số các loài sinh vật hấp dẫn nhất trên thế giới với kích thước khổng lồ. Sở hữu làn da gần như không thể xuyên thủng và bộ hàm đồ sộ có khả năng nghiền nát hầu hết mọi thứ trên đường đi của chúng. Nhưng dù là một loài động vật ăn cỏ, thì tại sao chúng lại được coi là một trong những loài động vật hung dữ và nguy hiểm nhất ở châu Phi? Và tại sao chúng lại dành phần lớn thời gian trong ngày để đắm chìm trong nước? Video này nói về những kẻ khổng lồ ăn chay thống trị các khúc sông của châu Phi. Là một loài động vật có vú bán thủy sinh có nguồn gốc từ châu Phi, chúng chủ yếu được tìm thấy ở vùng châu Phi cận Sahara, sinh sống ở các con sông, hồ và một số vùng nước khác. Chúng sở hữu một thân hình cồng kềnh với những cái chân tương đối mập mạp và cái đầu to lớn. Hà mã là loài động vật có vú trên cạn lớn thứ ba. Chúng chỉ kém hơn tê giác trắng và voi. Sở hữu cân nặng ở mức đáng kinh ngạc, trung bình từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn. Trọng lượng này có thể tương đương với một chiếc xe con. Nhưng đừng để kích thước to lớn này đánh lừa bạn. Những chú ngựa sông được trang bị các đặc điểm vật lý độc đáo giúp nó phát triển mạnh cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Mặc dù có thân hình cồng kềnh, nhưng hà mã lại là những vận động viên bơi lội lão luyện một cách đáng ngạc nhiên. Chúng lướt đi duyên dáng trên các tuyến đường thủy của châu Phi. Dưới nước, hà mã biến thành những vũ công tuyệt vời. Cơ thể cường tráng của chúng trông như thể không còn trọng lượng, cùng với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Cấu trúc xương dày đặc giúp hà mã chìm trong nước dễ dàng. Đôi chân ngắn di chuyển trong có phần lúng túng trên cạn lại thực sự rất phù hợp với đời sống thủy sinh, cho phép hà mã lướt đi trong nước chỉ với một lực đẩy từ lòng sông. Chúng gần như có vẻ đang bay trong một chuyển động chậm. Nhờ những bàn chân có màng và cơ chân khỏe mạnh, tốc độ bơi của hà mã có thể nói là cực kỳ ấn tượng, có thể đạt tới 30 km/h. Nhưng đó không chỉ là sự nhanh nhẹn và tốc độ. Hà mã còn là những thợ lặn bền bỉ, có khả năng nín thở dưới nước lên tới 5 phút. Chúng làm điều này bằng cách bịt lỗ mũi và tai trong khi ngâm mình, ngăn chặn hiệu quả việc nước xâm nhập vào trong cơ thể. Sự thích nghi này cho phép hà mã có thể ở dưới nước trong thời gian dài. Thậm chí đôi khi chúng có thể ngủ ở dưới nước. Ngoài ra, mắt, tai và lỗ mũi ở vị trí cao cho phép chúng gần như chìm hoàn toàn cơ thể ở dưới nước, trong khi vẫn thực hiện các hành động nhìn, nghe và thở. Nhưng hà mã không chỉ bơi lội cho vui. Nước là thứ rất cần thiết cho sự sống còn của chúng. Nước dưỡng ẩm cho làn da của hà mã, ngăn không cho da bị nứt dưới ánh mặt trời. Nước cũng giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của chúng. Đây là yếu tố quan trọng đối với một loài động vật dành phần lớn thời gian trong ngày dưới cái nóng oi bức của châu Phi. Ngoài ra, nước còn là nơi ẩn náu khỏi những kẻ săn mồi nguy hiểm. Mặc dù là một trong số những loài động vật có vú lớn nhất ở châu Phi, hà mã vẫn có nguy cơ trở thành con mồi của sư tử và linh cẩu khi ở trên cạn. Khi ở dưới nước, hà mã là vua. Và rất ít kẻ dám thách thức uy quyền của những con ngựa sông trong phạm vi vùng nước mà nó kiểm soát. Tuy nhiên, không chỉ có nước giúp hà mã sống sót, làn da của chúng cũng đóng một vai trò quan trọng. Hà mã nổi tiếng với lớp da dày. Một số vùng da trên cơ thể của nó có độ dày lên tới 5 cm. Nó đóng vai trò như một lá chắn chống lại kẻ săn mồi và các mối nguy hiểm khác từ môi trường. Tuy nhiên, tấm khiên sinh học này cũng có khuyết điểm to lớn. Nó rất dễ bị mất nước và bị cháy nắng. Để chống lại mối đe dọa này, hà mã tiết ra một chất lỏng đặc biệt được gọi là máu mồ hôi. Điều này đã dẫn đến những quan niệm sai lầm của con người và những tranh cãi thú vị xoay quanh việc đây là máu hay mồ hôi. Đây cũng có thể được coi là một loại kem chống nắng hay sát trùng tự nhiên, bảo vệ làn da của hà mã khỏi ánh nắng khắc nghiệt của châu Phi và ngăn ngừa nhiễm trùng. Chất này cũng khiến một số vùng da của hà mã có màu hồng. Khi nói đến việc bảo vệ lãnh thổ của mình, hà mã có thể được xem là một trong những loài có sự phản ứng quyết liệt nhất. Đó là lý do tại sao chúng được coi là một trong số các loài sinh vật hùng hãn nhất trên trái đất. Chúng không hề đối xử tử tế với những kẻ xâm nhập lạ mặt. Hà mã quyết liệt trong việc bảo vệ các vùng nước của mình dọc theo bờ sông. Chúng được biết đến là loài có tính chiếm hữu không gian cực kỳ lớn. Hà mã không chỉ bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi những con hà mã khác, mà còn khỏi tất cả các loài động vật khác, bao gồm cả con người. Chúng là loài động vật có bản tính hơi cáu kỉnh và cùng với những hành động khó đoán. Hà mã có thể tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn, nhưng ngay lập tức chúng có thể lao vào kẻ xâm nhập với tốc độ và sự hung hãn đáng kinh ngạc. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn trở thành đối tượng xui xẻo bị một con hà mã đang nổi điên săn đuổi. Đặc điểm nổi bật nhất của hà mã ngoài kích thước cơ thể khổng lồ thì chính là cái miệng khổng lồ của nó. Cái miệng đặc biệt này có khả năng mở tới 120 độ và được trang bị hai cặp răng giống như những chiếc dao găm. Độ dài của những chiếc răng này có thể lên tới 50 cm, nhưng nó lại không được sử dụng để săn mồi hay nhai thức ăn, vì chế độ ăn của hà mã chỉ là thực vật. Bộ răng nguy hiểm này được hà mã sử dụng cho mục đích chiến đấu với các đối thủ cùng loài và chống lại mối đe dọa từ môi trường. Sức mạnh đằng sau vết cắn của hà mã có thể nói là vô cùng kinh khủng và gần như vô song trong thế giới động vật. Với bộ hàm khỏe mạnh, hà mã có thể tạo ra lực cắn lên tới 800 kg trên cm vuông, gấp gần 50 lần lực cắn của con người và đủ để nghiền nát một con cá sấu xui xẻo. Tuy nhiên, bất chấp bản năng hung dữ và hung hãn, hà mã không phải là những con thú vô tâm. Chúng từng được quan sát thấy là đã giải cứu các loài động vật yếu thế khác loài khỏi những loài động vật ăn thịt nguy hiểm. Sự hung hãn của chúng thường mang tính phòng thủ hơn là tấn công. Hà mã phản ứng dữ dội vì chúng cảm thấy bị đe dọa chứ không phải vì bản tính bạo lực. Những con ngựa sông này chỉ đang cố gắng bảo vệ lãnh thổ, con cái và chính bản thân chúng. Là một loài động vật nổi tiếng nguy hiểm bậc nhất ở châu Phi, hà mã có một số khía cạnh dễ thương hơn thường bị bỏ qua. Hà mã là động vật có tính xã hội. Chúng sống theo những nhóm gia đình với một số bầy đàn đông đảo có thể lên tới 80 thành viên. Những nhóm này không chỉ là các nhóm động vật ngẫu nhiên. Chúng là những cấu trúc xã hội phức tạp được gắn kết với nhau bằng mối liên kết gia đình bền chặt. Mối quan hệ trong các nhóm này thường kéo dài suốt đời khi các thành viên thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng hệ thống phân cấp xã hội. Những gia đình này thường được lãnh đạo bởi một con đực thống trị, còn được gọi là con đầu đàn. Nó có vai trò bảo vệ gia đình của mình trước những mối đe dọa khác. Những con hà mã cái trong đàn tạo thành xương sống của đàn. Chúng nuôi dưỡng con non và hướng dẫn những đứa trẻ này vượt qua nhiều thử thách trong giai đoạn đầu đời. Chính trong những mối quan hệ nuôi dưỡng này mà bản chất hiền lành thực sự của hà mã mới được thể hiện. Hãy quan sát hà mã mẹ và con của nó. Bạn sẽ chứng kiến một mối liên kết dịu dàng có thể sánh ngang với bất kỳ tình mẫu tử nào trong thế giới động vật. Kể từ thời điểm hà mã con được sinh ra, nó luôn được mẹ của mình chăm sóc và bảo vệ. Khi hà mã con lớn lên, hà mã mẹ vẫn tiếp tục dạy dỗ nó và đảm bảo đứa con của mình học được cách di chuyển trên sông và các quy tắc của đàn. Trong thế giới của hà mã, việc thể hiện tình cảm không phải là câu chuyện hiếm. Nó có thể là chăm sóc già, rút vào người hoặc tạo ra các cuộc chiến đấu vui vẻ. Đó là những cảnh tượng thường thấy trong một đàn, và mỗi hành động đều củng cố mối liên kết giữa các thành viên và củng cố cấu trúc xã hội của những sinh vật phức tạp này. Có thể vai trò của hà mã thường bị bỏ qua, nhưng chúng là những tồn tại rất quan trọng đối với hệ sinh thái. Hà mã giúp duy trì sự cân bằng trong môi trường nước bằng cách tái chế chất dinh dưỡng. Chúng ăn nhiều thực vật trên đất liền vào ban đêm, sau đó chất thải của chúng làm giàu chất dinh dưỡng cho nước. Điều này hỗ trợ cho sự phát triển của tảo và các sinh vật thiết yếu khác, tạo ra một cộng đồng thủy sinh vô cùng đa dạng và sống động. Hà mã cũng tạo ra đường đi trong thảm thực vật dày đặc khi chúng di chuyển giữa nước và đất liền. Những đường mòn này rất quan trọng đối với các loài động vật khác, đặc biệt là trong những mùa khô khi nước khan hiếm. Chúng giúp các loài động vật khác di chuyển, đồng thời thông khí cho đất, giúp hạt giống nảy mầm và thực vật phát triển. Vì vậy, hà mã có tác động vô cùng to lớn đến cả môi trường trên cạn và dưới nước. Chúng đóng vai trò như những kỹ sư của hệ sinh thái. Điều này cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hà mã và các loài động vật khác trong hệ sinh thái và sức khỏe cũng như hành động của một loài. Có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến các loài khác trong mạng lưới của sự sống. Mặc dù có kích thước to lớn và sức mạnh vô song, nhưng hà mã hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhìn vào cơ thể và bộ hàm của hà mã, chúng ta có thể tưởng tượng rằng không gì có thể phá hủy chúng. Nhưng các hoạt động của con người lại gây ra những mối nguy hiểm đáng kể. Một mối đe dọa lớn nhất của hà mã là mất môi trường sống. Khi các khu vực định cư của con người được mở rộng, các tuyến đường thủy mà hà mã từng sinh sống đang bị thu hẹp lại. Các vùng nước ngập nước đang trở nên cạn dần, sông bị xây đập và đầm lầy biến mất. Việc mất môi trường sống này đã khiến hà mã trở thành những kẻ vô gia cư bất hạnh của tự nhiên, đồng thời còn buộc chúng phải xung đột với con người khi tìm kiếm thức ăn và nước uống. Nhưng mất môi trường sống không phải là mối nguy hiểm duy nhất. Nạn săn trộm cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng. Bất chấp các lệnh cấm quốc tế, nhu cầu về răng hà mã trên thị trường chợ đen vẫn còn. Đây là loại vật liệu được những kẻ sưu tầm đánh giá cao, có thể thay thế cho ngà voi. Kết quả cho điều này là hà mã tiếp tục bị săn lùng để lấy răng. Điều này càng gây nguy hiểm cho quần thể vốn đã suy giảm nghiêm trọng của chúng. Bất chấp những thách thức to lớn mà loài động vật hung vĩ này đang phải đối mặt, chúng vẫn còn hy vọng. Các tổ chức và cá nhân đang làm việc không biết mệt mỏi để bảo vệ và bảo tồn những sinh vật này thông qua nhiều biện pháp như giáo dục, phục hồi môi trường sống và nỗ lực chống săn trộm. Với sự hiện diện mang tính biểu tượng và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, hà mã là lời nhắc nhở về vẻ đẹp và sự phức tạp của thiên nhiên. Kích thước to lớn và vẻ duyên dáng độc đáo của chúng thể hiện tinh thần hoang dã to lớn của vùng thiên nhiên vĩ đại châu Phi. Và bạn có ấn tượng gì về những kẻ khổng lồ ăn chay có phần nóng tính này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!